Hello, welcome to my channel. It's time to play the game Granny now. Let's go. Chiếc siêu thô các bạn.
Bao nhiêu một hồn lên trên các bạn? Xem có gì trong cái chiếc hộp kìa. Vậy các bạn thấy sao? Nó khiến cho mọi thứ sắp nên nó bị đồng băng lại các bạn. Nào, hãy đặt bẫy cho bà Thái giảm lên các bạn. Khi có chiếc nỏ thì chúng ta sẽ không cần miếng thịt nữa các bạn. Là một trong hai, ăn có miếng thịt sẽ không cần chiếc nỏ nữa. Khi nào tiện hơn thì chúng ta sẽ sử dụng nó để cho các cụ chúng ta các bạn nhé. Kaki. Xuống đây nào. À, lấy chiếc kìm các bạn, cắt đi chuyền. Ok, cho sẽ xem bên trong chiếc quả dưa này có gì các bạn. Top luck, ok. Giống như một điểm kết nối ở trong động cơ của chiếc xe ô tô vậy.
want to play hide and seek? Chắc còn sang mấy con kia sẽ lại kia. Ui. Oh my gosh. Lút bà ta đi xuống các bạn. Không sao, cho sẽ tìm nhà đi xăng. Ui, có bảy chín mạng đấy bạn. Ok, sẵn sàng cho thao đây này. Tiếp theo bạn, Granny Chapter 2. Let's go. Tiếp tục nào các bạn. Đây là trốn thoát của Grandpa các bạn nha. Rồi để cho trốn thoát của Granny. Bây giờ là Grandpa. Đặt chết rồi. Có lẽ mình sẽ trốn thoát ở đây bằng chiếc helicopter cho. Không lên đây thì phải các bạn. Đúng rồi. I see you. Finish him. Okay. Thank you.
bức tranh thứ hai các bạn. Hình ghép thứ hai của bức tranh. Yes, get new power. Mang hết tất cả những món đồ cho vừa lượm được mình lên phía trên attic nào. Và sắp đây các bạn. Khi đóng cửa các bạn. Chúng ta còn thiếu một thứ các bạn. Helicopter manual. Sẽ không dẫn. Okay, now we can control a helicopter. Đi sang một bên này. Chúng ta đang nghe nhạc trong bếp ạ. Đã an toàn cho chúng ta này.
Cặp vật để tôi skip này. Ok. Granny, chapter 3. Còn trên kia chẳng beer.
2 1 Siamo a serve un casino qua. Chúng ta có đủ món rồi các bạn. Lên trên gác trên đây nào. Ta sẽ lấy chiếc asset assembler. Đấy. Asset assembler.
Okay, cho sẽ lấy món đồ cuối cùng. Và đi chơi Squid. Khởi động con tàu này lên được à, đóng cửa lên được. Bây giờ tôi gọi điều là mọi thứ như dạng Venom thôi. Đấy Venom, Venom Master, có thể Venom ạ. Special key there. Do you want to play hide and seek? Ah, it's a new carpet tree. Chiếc chìa khóa ô tô ca kì ôi chúng cửa này lỗi rồi. Remote control.
Cho một chút bú vào. Ui. Venom nữa bạn. Venom của Granny. Vâng. Tiếp theo nào. Granny House. Connected. Who's that? Granny các bạn, đó chính là Betty.
Cho nên khởi động lại tựa game này nào. BND. Ok, tựa game này không được à? Cùng mọi người chuyển qua tựa game tiếp theo. Squid Granny. Made with Unity. Ui. Cùng xem bài mốt có những cái gì ấn tượng ở bên trong đó ạ. Đấy, Squid, Squid, toàn Squid luôn bạn. Squid game, Squid game này. Chiếc báo súng luôn. Ui. Ui. Squid Granny đấy. Ui. Ui nhanh chưa? Wow. Where is she? Đi được xuống hầm luôn các bạn ạ. Cái khủng thật. Oh. Tại vì lại lỗi rồi. Ok, move on to the next game. Granny Barbi 2. Gì đấy? Barbie à? Vertex? What? What is Vertex? Do you want to play hide and seek? Cứ đi ăn đi các bạn.
Tôi chưa nhìn thấy mặt Granny các bạn. Các bạn này nó ra. No one. Ở đây. À, đúng là bạn Barbi, Granny thật như bạn chat chứ. Ok. Mình tạm dừng tại đây các bạn nhé. Gracias, thank you.